Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin về thời tiết và thiên tai của chúng tôi. Thưa quý vị, mưa lớn kéo dài liên tục trong nhiều ngày qua đã khiến mực nước tại các sông suối tại tỉnh Cao Bằng dâng cao, một số diện tích đất nông nghiệp bị ngập úng, nhiều tuyến giao thông bị ngập sâu trong nước, nhiều tuyến đường bị sạt lở. Theo báo cáo từ Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Cao Bằng, thống kê sơ bộ cho thấy toàn tỉnh có hơn 145 hectare lúa và hoa màu bị ngập úng do không kịp tiêu thoát lũ. Các huyện bị ngập nhiều nhất là Hà Quảng hơn 100 hectare, Trùng Khánh hơn 38 hectare. Về giao thông, đường Hồ Chí Minh từ Hà Quảng đi thành phố Cao Bằng, nhiều đoạn bị ngập sâu từ 0,5 đến 1 mét như thị trấn Xuân Hòa và xóm Nà Rị, xã Nam Tuấn, huyện Hà Quảng, thị trấn Nước Hai, huyện Hòa An. Quốc lộ 3, đoạn qua xã Bạch Đằng, huyện Hòa An bị sạt lở nghiêm trọng gây ách tắc giao thông. Đường tỉnh 202 bị sụt lún tạo thành hố sâu gây tắc đường tại km 10+500, địa phận xã Yên Lạc, huyện Nguyên Bình. Ngoài ra, hàng chục điểm trên các tuyến giao thông nông thôn, giao thông liên xóm bị sạt lở tắc đường. Trường mầm non xóm Lê Lợi và trường tiểu học xóm Bình An, xã Triệu Nguyên, huyện Nguyên Bình bị sét đánh gây hư hỏng một số thiết bị điện. Trước tình hình trên, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Cao Bằng phối hợp với chính quyền các địa phương, thường xuyên theo dõi chặt chẽ tình hình, dự phòng các tình huống khẩn cấp, chỉ đạo các đơn vị bảo dưỡng thường xuyên cắm biển cảnh báo, cử người canh gác và hướng dẫn phân tuyến đường, vận chuyển đá đổ, lấp hố tạm thời để đảm bảo giao thông. Tại những điểm bị ngập úng, huy động các lực lượng tại chỗ khẩn trương hỗ trợ nhân dân di dời tài sản đến nơi an toàn. Chuyển sang những thông tin thời tiết đáng chú ý khác trên thế giới. Thưa quý vị, vừa qua mưa lớn gây lũ lụt và lở đất đã diễn ra ở bang Tripura ở vùng đông bắc Ấn Độ, khiến 65.000 người phải rời bỏ nhà cửa và 23 người tử vong. Sau mưa lớn tại Ấn Độ, ô tô và xe buýt bị mắc kẹt trên những con phố nước ngập đến đầu gối. Các quan chức quản lý thảm họa bang Tripura cho biết, 4 ngày mưa lớn liên tục đã làm nước trên các con sông tại đây dâng cao. Tính đến sáng 23 tháng 8, hầu hết nước trên các con sông đều chảy xiết ở mức nguy hiểm, mặc dù cường độ mưa đã giảm kể từ đêm 22 tháng 8 theo giờ địa phương. Giới chức sở tại cho biết những người phải sơ tán đã tập trung tại 450 cơ sở tránh trú, với tổng số khoảng 1,7 triệu người bị ảnh hưởng bởi mưa lũ, cùng với thiệt hại lớn về cơ sở hạ tầng, cây trồng và vật nuôi. Hầu hết các trường hợp tử vong là do lở đất, bên cạnh một số người thiệt mạng sau khi tường bùn sụp đổ và túi nước, một quan chức quản lý thảm họa khác cho biết, với điều kiện giấu tên, vì ông không được phép nói chuyện với giới truyền thông. Quân đội Ấn Độ cho biết hơn 80 quân nhân thuộc quân đội nước này đã tham gia vào các nỗ lực cứu hộ, đưa 334 người bị mắc kẹt đến nơi an toàn do nước lũ dâng cao. Tại Bangladesh, nước sông Gomti đã phá vỡ một bờ kè vào cuối ngày 22 tháng 8, nhấn chìm ít nhất 15 ngôi làng và khiến hàng trăm gia đình phải di dời. Ở thủ đô Dhaka, một số người cáo buộc rằng lũ lụt xảy ra là do việc mở cửa cống đập ở Ấn Độ. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết không đúng khi nói rằng lũ lụt là do nước xả từ đập Dumber ở bang Tripura trên sông Gomti. Các tuyến đường bị chặn ở một số huyện của Bangladesh đã cô lập người dân và cản trở những nỗ lực cứu hộ và cứu trợ. Những dòng nước lũ mạnh đã tràn qua các huyện Phoenix, Movies Bazaar, Noah Thali, nơi nhiều con đường bị ngập và người dân phải dùng dây thừng để kéo những người mắc kẹt đến nơi an toàn. Hơn 75.000 người tại các địa phương bị lũ lụt đã được đưa đến trên 1.500 địa điểm trú ẩn với sự hỗ trợ của binh sĩ quân đội và lực lượng biên phòng trong công tác cứu hộ. Thưa quý vị, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do sự xuất hiện hình thái gây mưa mới là xoáy thấp phát triển từ mặt đất lên độ cao 5.000 m và gió đông nam ẩm lấn vào, nên trong ngày 25 tháng 8, miền Bắc tiếp tục có mưa lớn. Cụ thể, vào sáng ngày 25 tháng 8, ở khu vực phía Đông Bắc Bộ và Hòa Bình có mưa vừa, mưa to và dông. Cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 40-90mm, cục bộ có nơi trên 180mm. Tại khu vực phía Tây Bắc Bộ và Thanh Hóa, ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, lượng mưa từ 30-50mm, có nơi trên 150mm. Hà Nội tiếp tục có mưa vừa mưa to, với lượng mưa phổ biến từ 50-100mm, có nơi trên 120mm. Từ chiều ngày 25 tháng 8, mưa lớn ở Bắc Bộ có xu hướng giảm dần. Dự báo từ ngày 26 tháng 8, miền Bắc giảm hẳn mưa.
Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, mô hình độ ẩm của đất cho thấy nhiều khu vực ở vùng núi phía Bắc đã ở trạng thái bão hòa và gần bão hòa, nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất. Ở khu vực từ Nghệ An đến Ninh Thuận, từ ngày 25 tháng 8 có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 55 đến 60%. Nắng nóng ở Trung Bộ có khả năng kéo dài trong những ngày tới. Tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ trong những ngày tới tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, với chiều tối và tối thì cục bộ có mưa vừa đến mưa to. Tiếp theo chương trình sẽ là thông tin thời tiết của một số tỉnh thành phố trên cả nước. Kết thúc bản tin thời tiết ngày hôm nay của chúng tôi sẽ là thông tin thời tiết của một số thủ đô các nước trên thế giới. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo.